Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Kính thưa cộng đoàn, hôm nay chúng ta cùng lắng nghe lời Chúa của Chủ nhật thứ 24 mùa thường niên năm A. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mát-thêu. Khi ấy, Phêrô đến thưa cùng Chúa Giêsu rằng: Lạy Thầy, khi anh em xúc phạm đến con phải tha thứ cho họ mấy lần? Có phải đến 7 lần không? Chúa Giêsu đáp: Thầy không bảo con phải tha đến 7 lần, nhưng đến 70 lần 7. Về vấn đề này thì nước trời cũng giống như ông vua kia muốn tính sổ với các đầy tớ. Trước hết, người ta dẫn đến vua một người mắc nợ 10.000 nén bạc. Người này không có gì trả, nên chủ ra lệnh bán y, vợ con và tất cả tài sản của y để trả hết nợ. Người đầy tớ liền xấp mình dưới chân chủ và van lơn rằng: Xin vui lòng cho tôi khất một kỳ hạn, và tôi sẽ trả cho ngài tất cả. Người chủ động lòng thương, trả tự do và tha nợ cho y. Khi ra về, tên đầy tớ gặp một người bạn mắc nợ y 100 bạc. Y tóm lấy bóp cổ mà nói rằng: Hãy trả nợ cho ta. Bấy giờ người bạn xấp mình dưới chân và van lơn rằng: Xin vui lòng cho tôi khất một kỳ hạn, tôi sẽ trả hết nợ cho anh. Y không nghe, bắt người bạn tống giam vào ngục cho đến khi trả nợ xong. Các bạn y chứng kiến cảnh tượng đó rất khổ tâm, họ liền đi thuật với chủ tất cả câu chuyện. Bấy giờ chủ đòi y đến và bảo rằng: Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết nợ cho ngươi vì ngươi đã van xin ta. Còn ngươi, sao ngươi không chịu thương bạn ngươi như ta đã thương ngươi? Chủ nổi giận trao y cho lý hình hành hạ cho đến khi trả hết nợ. Vậy Cha ta trên trời cũng xử với các con đúng như thế, nếu mỗi người trong các con không hết lòng tha thứ cho anh em mình. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, trong đoạn tin mừng của Chúa Nhật tuần trước, chúng ta được nghe bài giáo huấn của Chúa Giêsu nói về việc sửa lỗi cho nhau trong đời sống cộng đoàn. Tin mừng Chúa Nhật hôm nay tiếp tục nêu lên cho chúng ta một vấn đề khác trong đời sống cộng đoàn, đó là việc chúng ta phải tha thứ cho nhau. Thật vậy, các bài đọc lời Chúa của Chúa Nhật 24 thường niên đều nêu bật lên chủ đề tha thứ này. Qua bài đọc 1 trích sách Thuấn Ca chương 27, tác giả cho chúng ta biết rằng chỉ khi ta biết tha thứ cho kẻ khác thì lúc ta cầu khẩn, tội lỗi ta sẽ được thứ tha. Còn nếu ta cứ giữ oán hờn và giận dữ trong lòng thì không thể nhận được ơn tha thứ. Kể đến, đáp ca trích từ Thánh Vịnh 102 nhắc lại cho chúng ta rằng Thiên Chúa là đấng từ bi nhân hậu, người chậm giận và giàu tình thương. Chúa không giận hờn, không trách cứ mãi, nhưng luôn tha thứ và chữa lành. Qua bài đọc 2 trích thư gửi tín hữu Roma ở chương 14, Thánh Phao-lô xác tín với chúng ta rằng chúng ta thuộc về Chúa trọn cuộc đời, cả khi sống và lúc chết, vì Đức Kitô đã chết và sống lại để tha thứ cho tội lỗi của chúng ta, để chúng ta sống cho Chúa, nghĩa là sống cho tình yêu tha thứ. Và đoạn tin mừng theo Thánh Mát-thêu nói cho chúng ta về việc phải tha thứ đến mức độ nào. Theo Phêrô là có giới hạn 7 lần, còn với Đức Giêsu là không giới hạn 70 lần 7. Và dụ ngôn kẻ mắc nợ không biết thương xót để minh chứng cho việc tha thứ không giới hạn. Theo truyền thống Do Thái, việc tha thứ cho anh em mình không vượt quá 3 hay 4 lần. Các Rabbi dạy rằng người ta có bổn phận phải tha thứ cho kẻ xúc phạm đến mình 3 lần. Văn hóa Việt Nam cũng tương tự như thế, sự bất quá tam, 1 lần tha, 3 lần chém. Hơn nữa, con số 7 biểu thị sự giới hạn cuối cùng, không thêm được nữa. Vì thế, ông Phêrô nghĩ rằng nếu ông tha thứ 7 lần thì ông cũng đã rất quảng đại lắm rồi. Tuy nhiên, Đức Giêsu chỉ rõ rằng ngay cả như thế cũng chưa đủ đối với các thành viên của cộng đoàn của Ngài. Trong tin mừng hôm nay, Đức Giêsu muốn Phêrô tha thứ nhiều hơn những gì ông nghĩ là hoàn hảo. Đức Giêsu nhấn mạnh rằng chúng ta phải tha thứ cho kẻ xúc phạm đến mình 70 lần 7. Điều đó có nghĩa là phải tha thứ hoài, tha thứ mãi, tha thứ không giới hạn. Đó là nét mới trong giáo huấn của Đức Giêsu so với lề luật của Do Thái. Và Ngài còn cho biết lý do để tha thứ qua dụ ngôn tên mắc nợ không biết thương xót. Bản văn thuật lại người thứ nhất nợ vua 10.000 yến vàng, còn người thứ hai chỉ mắc nợ bạn anh 100 quan tiền. Vì một yến vàng tương đương với 6.000 quan tiền, nên người thứ hai chỉ mắc nợ bằng 1/600.000 món nợ của người thứ nhất. Cả hai đều xúp mình xuống bái lạy chủ nợ của mình và nói những lời giống như nhau. Họ nài xin chủ nợ kiên nhẫn hoãn lại việc đòi nợ. Họ không xin hủy bỏ món nợ. Cả hai đều hứa sẽ trả nợ, mặc dù cả hai đều dường như không có khả năng làm được như vậy. Hình phạt vì không trả được nợ tương xứng với món nợ. Vì người thứ nhất mắc một món nợ khổng lồ, nên anh ta sẽ bị phạt rất nghiêm khắc. Anh ta bị dọa sẽ bị bán đi cùng tất cả vợ con, tài sản. Nói cách khác, anh ta sẽ mất đi mọi người thân trong gia đình cùng với sự tự do của anh ta. Còn người thứ hai chỉ mắc nợ khoảng 3 tháng lương. Vì thế, món nợ đó có thể được trả do anh ta hay gia đình của anh ta. Sự tương phản ấy chứng tỏ sự khác biệt giữa lòng thương xót của nhà vua với sự cứng lòng của người mắc nợ thứ nhất. Dụ ngôn cho thấy sự quảng đại của Thiên Chúa khi Người sẵn sàng tha cho chúng ta những món nợ lớn gấp vạn lần những món nợ mà người anh em mắc nợ chúng ta. Với một lời tuyên bố đơn giản, Đức Giêsu nối kết lòng quảng đại của nhà vua với lòng quảng đại của Thiên Chúa. Các món nợ của họ có thể sẽ không bao giờ trả được. Chạnh lòng thương, nhà vua cũng như Thiên Chúa đã tha luôn món nợ. Chúng ta cũng là những người mắc nợ. Nếu Thiên Chúa đã thương xót tha thứ món nợ khổng lồ mà chúng ta nợ Thiên Chúa, thì chúng ta cũng phải tha thứ món nợ không đáng kể của những người mắc nợ chúng ta. Lý do thúc đẩy chúng ta tha thứ cho anh em mình phải xuất phát từ tình yêu vô biên của Thiên Chúa, chứ không phải vì anh em biết điều xin lỗi, cũng chẳng phải vì chúng ta cao thượng, nhân từ. Phải tha thứ cho anh em vì đó là điều kiện để được Chúa thứ tha. Chúa Giêsu đã nói, nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì Cha trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em. Tha thứ là một lệnh truyền khó thực hiện nhất, nhưng cũng là nghĩa cử cao đẹp nhất. Chúng ta có thể cho đi tiền của, trao ban thì giờ, hiến dâng mạng sống, nhưng các điều đó so ra còn dễ hơn là tha thứ cho kẻ thù, yêu thương kẻ ngược đãi mình và làm ơn cho kẻ oán ghét chúng ta. Tha thứ là một điều rất dễ nói nhưng lại rất khó thực hành. Nhưng đó lại là của lễ đẹp lòng Chúa nhất, bởi vì qua đó con người được nên giống Thiên Chúa hơn cả. Thiên Chúa mà Đức Giêsu đã mặc khải cho chúng ta là Thiên Chúa tha thứ và tha thứ không ngừng. Và chỉ có một Thiên Chúa tha thứ không ngừng ấy mới có thể đòi hỏi con người phải tha thứ không ngừng. Tha thứ là nét cao đẹp nhất của con người, bởi vì càng tha thứ, con người càng nên giống Thiên Chúa. Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết quảng đại tha thứ cho những người anh em chung quanh, như Chúa vẫn luôn tha thứ cho chúng con. Amen.